Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Mặc tin đồn ly hôn, Lâm Tâm Như vẫn xinh đẹp bất chấp, da dẻ U50 mà như gái 20. Trong lần xuất hiện mới nhất, Lâm Tâm Như nhận được cơn mưa lời khen từ các netizen vì nhan sắc quá trẻ trung so với tuổi thật. Bà xã của Hoắc Thiến Hoa gây ấn tượng với mái tóc tết hai bên như nữ sinh, làn da căng bóng không tì vết. Mới đây, Lâm Tâm Như đã chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh đón sinh nhật cùng với bạn thân Tô Hữu Bằng. Hai người vai kề vai cùng nở nụ cười rạng rỡ. Nữ diễn viên cũng hào hứng khoe, chàng Ngũ AK đã tự tay xuống bếp để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để mừng sinh nhật cô. Ai cũng công nhận, bước sang tuổi mới dường như nhan sắc của nàng Hạ Tử Vi ngày càng thăng hoa và trẻ trung hơn. Không chỉ có thế, vừa mới đây, bà xã của Hoắc Thiến Hoa còn gây bạo mạng xã hội vì ngạnh xinh đẹp, trẻ trung khi diễn tập. Ở những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, Lâm Tâm Như gây ấn tượng về mái tóc tết hai bên như nữ sinh, làn da căng bóng không một nếp nhăn, khiến ai cũng phải ghen tị. Cô nàng ăn vận khá đơn giản, để mặt mộc nhưng vẫn gây sốc vì quá trẻ. Làn da dù ngăm đen nhưng lại khá mịn màng, không nếp nhăn quả là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Nhẹ nhàng nhận thấy Lâm Tâm Như trẻ trung hơn so với tuổi thật. Trước đó Lâm Tâm Như cũng từng gây sốt mạng xã hội khi hóa thân thành nữ đầu bếp Hạ Khương trong một chương trình truyền hình. Nhan sắc ngọt ngào, nước da căng bóng, đôi mắt to tròn của cô khiến bao netizen phải trầm trồ, ao ước. Bí quyết để có làn da không tuổi. Trên thực tế, Lâm Tâm Như vốn vô cùng chú trọng vào việc chăm sóc da để chế độ sinh hoạt và luôn giữ được làn da trẻ đẹp nhất. Viên Ngọc Sứ Đài được mệnh danh là người đẹp không tuổi với vẻ đẹp rạng người sau nhiều năm. Cô từng chia sẻ bí quyết làm đẹp và giữ gìn vóc dáng rất đơn giản và hiệu quả để gửi tới công chúng. Lâm Tâm Như có làn da khô nên cô luôn sử dụng các loại kem nền, phấn phụ có chất giữ ẩm. Son môi của cô luôn là loại kết hợp giữa son màu và son dưỡng. Cô thường sử dụng vỏ cam, vỏ chanh xay sát nhẹ vào những chỗ da khô như khuỷu tay, đầu gối, giúp tẩy da chết và bổ sung độ ẩm cho da. Để tránh bị mụn đầu đen, sau khi tẩy trang, Lâm Tâm Như thường đắp mặt nạ có chứa những chất làm sạch, có thể hút chất bẩn từ những vùng da nhạy cảm trên mặt như trán, cằm, khóe mũi. Cô cũng không ăn các loại canh có chứa nhiều dầu mỡ và có nhiều chất. Lâm Tâm Như thích sử dụng những loại canh thuốc bắc nấu từ bạch quả, nấm tuyết, dễ tiêu hóa và tốt với làn da. Cô nàng thường xuyên đăng tải những bức ảnh mặt mộc với làn da căng bóng mướt mát, đáng ao ước trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nàng Hạ Tử Vi cũng thường xuyên thay đổi kiểu tóc với những kiểu tóc tết, tóc búi trẻ trung nên lại càng thêm phần hắc tuổi. Kể từ sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa năm 2016 và sinh con, Lâm Tâm Như không còn tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Tin đồn hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rạn nứt đang lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc khi nữ diễn viên không đeo nhẫn cưới. Một số nguồn tin cho hay, sau khi kết hôn, sự nghiệp của hai người bệnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều không được đánh giá cao như trước. Gần đây khi trả lời phỏng vấn, Hoắc Kiến Hoa khẳng định tình cảm của anh và bà xã là không bao giờ thay đổi. Với vẻ ngoài luôn rạng người, làn da sáng mướt, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ, ít ai từng gặp Lâm Tâm Như ngoài đời có thể tin đây là người đã bước sang tuổi U50. Thế còn bạn, bạn có cảm nhận ra sao về nhan sắc của nàng Hạ Tử Vi? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.